Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì tiếp tục với vẫn là series mua hàng trên mạng. Thì hôm nay mình sẽ mở họp một cái sản phẩm, đó là cáp audio 3.5, cáp loại chia đôi ra, là các bạn có thể chia đôi ra hai cổng 3.5 này, hai cổng âm 3.5 để các bạn có thể là gắn thêm tai nghe các bạn nghe. Cái này mình nghĩ là thích hợp với các cặp đôi các bạn muốn nghe chung á, nghe chung một bài hát trên một cái máy á, thì mua cái này tiện hơn. Cái loại này thì có rất là nhiều giá, và cái loại này mình mua khoảng 60.000, có những cái loại rẻ hơn 20.000, 30.000, 50.000, hoặc chí cao hơn là 100 mấy cũng có. Mình nghĩ mua cái loại này cỡ 60 là xài khá ok rồi, dây nó cũng khá là chắc chắn. Còn cái những cái loại rẻ tiền á, 18 20.000 á, nhìn nó rất là sơ sài, nhìn nó rất là mong manh dễ vỡ. Này dây nó rất là chắc, rất vàng, khá là chắc chắn. Và nếu các bạn nào có xài cái con sao cạc, các bạn muốn gắn thêm cái micro để các bạn hát á, thì vẫn có thể sử dụng cái này ha. Bạn gắn vô là chia ra, bạn sẽ được hai cái mic để các bạn hát. Còn nếu mà dùng cho điện thoại thì các bạn cắm như này thì nó sẽ được hai cái tai nghe, các bạn có thể nghe cùng một bài hát trên hai tai nghe trên một máy, rất là tiện. Và link mua sản phẩm mình có để bên dưới phần mô tả của video ha, các bạn có thể click vào đó xem tham khảo để mua nhé. Rất là nhiều giá nên các bạn chọn những cái loại mà giá nó tầm tầm 50 60, hoặc là các bạn có tiền các bạn mua 100 mấy xài nó chất lượng hơn. Những cái loại rẻ mình nghĩ là xài vẫn được, nhưng mình không khuyến khích các bạn mua đâu, các bạn nên mua những cái loại theo mình là trên 50.000 xài sẽ tốt hơn, có tiền thì cứ mua 100 mấy. À, video mình đến đây là kết thúc nha, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video tiếp theo. Lát nữa mình sẽ gắn cái này vào cái sao kẹt để xem thử. Đây, như mình nói với các bạn là ngoài tác dụng nó chia ra hai cái tai nghe cho điện thoại á, thì nó có thể chia làm hai cái mic để các bạn hát karaoke bằng cái sao kẹt. Thì đây mình sẽ cắm thử nha. Một tay thì nó khó làm quá, cho gỡ cái này ra này. Và đây mình cũng có một cái mic nữa, một cái mic này và một cái mic wow chan. Các bạn nào mua, nếu mua bộ sản phẩm này á, sao kẹt với mic wow chan, mình có để link luôn ở dưới đó. Các bạn có thể vào đó xem tham khảo và mua nhé. Tay hơi khó gắn nha. Phải chờ tí. Bạn ngắm xét này, sợ bạn ngắm vào cái động này, xin lỗi nha. Phòng cái bàn hơi bề bộn, chứ nó quá bề bộn. Đây chúng ta sẽ được hai cái mic để chúng ta có thể hát được.
À, và video này kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video tiếp theo. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.